Tết nhá. Bưởi Tết sale giá rẻ nhá. Tiếp tục chương trình bán bưởi đi. Bưởi Tết Thanh Lý giá rẻ sập sàn đây. Chậu này chậu 1m1, 1m2 nhá. Chậu này là chậu 1m1, 1m2. Cây rất là đẹp này. Cây rất là đẹp và rất là sai quả, rất là nhiều quả. Hàng này là hàng đẹp nhá các bạn nhá. Hàng đẹp. Giá em thì bán cái này là 8 triệu nhá. Cây cực kỳ đẹp luôn. Hàng đẹp, hàng cốt đẹp. Hàng cốt đẹp quả xanh nhá. Mã quả xanh. Hàng cốt đẹp và mã quả rất là xanh này. Đây là mã quả rất là xanh. Quả rất là rắn chắc nha mọi người nhá. Quả rắn chắc và mã quả rất là xanh. Các bạn nhìn này. Nhìn qua túi ni lông này. Đây là bọc thêm túi ni lông cho đẹp nhá. Túi ni lông này về mọi người không cần. Túi ni lông này về mọi người không cần phải tháo bọc bịch ni lông nha mọi người nhá. Bịch ni lông này mọi người không cần phải tháo bịch đâu. Chỉ cần tháo túi bóng thôi. Tháo túi bóng là được ạ. Mã quả rất là rắn chắc ạ. Mã quả rắn chắc đẹp luôn này. Mã quả rắn chắc. Vừa quả ghép vừa quả thật nhá. Mã quả cực kỳ rắn chắc luôn. Giới hạn phiên lai. Không bị là không biết là mình bị làm sao mà bị giới hạn luôn. Bị hạn chế 10 phút này. Lát nữa là tặng tụt mắt xem này này. Đây ạ. Cây bưởi rất là đẹp nhá. Mã quả đẹp ạ. Cái cây này là mã quả rất là đẹp. Trên cây nó xấp xỉ tầm 100 quả đây này. Hàng này là hàng vừa quả ghép vừa quả thật nhá. Vừa quả ghép vừa quả thật ạ. Vừa quả ghép vừa quả thật. Cây rất là đẹp luôn. Cái này em Thủy bán giá 8 triệu đồng nhá. 8 triệu thôi ạ. Cây rất là đẹp luôn. Cái này 8 triệu nhá. Bác nào có nhu cầu mua về biếu tặng hay mang đi trưng Tết thì inbox cho em ạ. Bác nào có nhu cầu mua biếu tặng hoặc mua đi trưng Tết thì inbox cho em. Cây rất là đẹp nhá. Còn là sang cây tiếp theo này. Sang cây tiếp theo nhá. Ủa. Các bác nhớ là ưng cái nào để chụp ảnh màn hình cái đó lại cho em luôn nhá. Ưng cái nào để chụp ảnh màn hình cái đó lại cho em luôn này. Đấy. Cái này là cây 8 triệu này. Quả rất là sai luôn. 8 triệu. Quả sai đẹp luôn. Hàng trăm quả luôn. Hàng này hàng mã quả đẹp nhá. Hàng này hàng mã quả đẹp và nó rất là sai quả. Hàng rất là sai quả. Quả thật đây này. Quả thật là quả vẫn xanh nhá. Quả thật là quả vẫn xanh. Quả vẫn là rất là xanh đẹp này. Đấy, rất là căng. Rất là xanh đẹp và rất là căng nhá. Xanh đẹp và căng. Căng quả, mã quả đẹp. Ai ưng cái này thì chốt đơn cho em Thủy này. Quả ăn được bạn ơi. Quả thật là ăn được nhá. Quả thật là cam kết là ăn được. Chỉ có quả ghép là không ăn được thôi ạ. Đây là những quả thật này. Trên cây này nó có hơn chục quả thật này. Đây là quả thật nhá. Quả thật là quả ăn được. Còn quả ghép là quả không ăn được. Những cái quả lùng lẳng là quả thật là quả ăn được nhá. Quả thật cái này cực kỳ nhiều quả thật luôn. Cây này nó khoảng 20 quả thật. Cây này khoảng 20 quả thật ạ. Ai ưng cái này thì chốt đơn cho em này. Ưng cái này thì chốt đơn chuyển màn hình cho em này. Ưng cái này thì chốt đơn chuyển màn hình gửi vào số điện thoại em Thủy để đầu kênh nhá. Số điện thoại của em là 0969 162 214 cho em. Để đợi em phát like lại đi. Không, 5 triệu em không bán anh ơi. Anh Hoàng Đam ơi. Cái này của em rất là to và đẹp mà vào cái cây này là quả nó đẹp, quả mã quả đẹp và quả nó rất là rắn nhá. Quả rất là rắn chắc, rất là đẹp luôn. 8 triệu đồng thôi ạ. 8 triệu đồng thôi ạ. Giá lên xe tại vườn nha các bác nhá. Giá lên xe tại vườn. Chôn gà to thế. Con này gà này là đông tảo à? Ồ. Thế thì anh mang về nhà anh để đi, hôm Tết thì em đấy. Em cho nó mua ngô cả mua thóc cả cơm. Em nuôi em thằng nó. Được, anh ở nhà anh đều cho ăn ngô cả. Đây này, con này gà đông tảo đấy các bạn này. Ủi con này chân to thế. Mà ở nhà đều cho nó ăn ngô cả thóc mà, cả cơm. Cho nước vào. Ủi đẹp thế nhỉ? Chân này to không? Bắt tay cái. Nhưng mà mua ngô cả mua cả lấy thóc cả lấy cơm ăn. Vâng vâng. Bị hạn chế này, đang bị hạn chế này. Em phát like lại nhá. Em phát like lại đây. Này tiếp tục chương trình sale bưởi Tết đây. Em phát like lại nha các bác nhá.
Đây ạ. Cây bưởi này cực kỳ đẹp nha các bác nhá. Cây bưởi này cực kỳ đẹp luôn. Sale ấy. Sale ọp nhá. Cây bưởi rất là size, mã quả đẹp. Size đẹp nhá. Đây là hàng đẹp đấy ạ. Hàng đẹp mà đến tầm này là sale cực kỳ rẻ luôn. Phát cái này trước nhá. Phát cái này trước. Em phát like lại này, em phát like lại trên TikTok nhá. Ở trên TikTok vừa cái like trước nó bị không hiểu tại sao nó bị sập like. Hàng này là hàng quả xanh. Hàng quả xanh nó không bị chín, nó không bị chín dừ nhá. Hàng này hàng quả xanh nó không bị chín dừ. 8 triệu một chậu anh ơi, 8 triệu một chậu, đơn hàng đẹp. Hàng đẹp nhá các bạn nhá. Hàng đẹp ấy. Hàng này hàng rất là đẹp nhá các bạn nhá. Rau vào Sài Gòn không em có anh ơi, rau dọc quốc lộ 1A. Có rau Sài Gòn nhá, rau Sài Gòn, nếu mà anh ở Sài Gòn thì anh lấy cây này này. Sài Gòn thì lấy cây này thấp thì mới vào Sài Gòn được này. Cây này là 8 triệu này, cước cây này là 8 triệu và cước xe vào Sài Gòn là 3 triệu. Sài Gòn thì chỉ có lấy cây này thấp thấp thôi, cây cao thì không đi được Sài Gòn đâu. Sài Gòn thì lấy cây thấp thấp này thôi, còn cây không lấy được cây cao đâu. Cái này là 8 triệu đồng nhá. Hàng này hàng đi được vào Sài Gòn luôn, mã quả cực kỳ xanh luôn. Hàng này mã quả xanh nhá. Mã quả xanh đẹp đấy ạ. Mã quả rất là xanh và rắn chắc nhá. Anh ưng cái này thì chốt đơn cho em Thủy này, ưng cái này thì chốt đơn cho em Thủy này. Rất là đẹp luôn. Cái này rất là nhiều quả thật này, quả là quả thật này. Rất là nhiều quả thật nhá. Cái này là đi được vào Sài Gòn nhá. Cái này là đi được vào Sài Gòn này. Có cái nhỏ bạn John Dương ơi, bạn mua cái nhỏ bạn qua ba lô của mình nhá, qua ba lô của mình gửi ảnh báo giá cho. Cái này là cây đẹp này, cái này cũng là cây 8 triệu nhá. Cái này cũng là cây 8 triệu này, dáng của nó cực kỳ đẹp, dáng thân xoắn cực kỳ đẹp này. Anh ưng cái này thì chốt lưu cái này cho em này. Anh ưng cái này thì chốt lưu cái này cho em. Cái này cũng 8 triệu đồng ạ. 8 triệu đồng nhá. Cây rất là nhiều quả thật. Cây này cũng thế này. Cái bọn chậu nhỏ này, cái bọn chậu này em bán đồng giá 8 triệu nhá. Giá lên xe tại vườn chưa có ship nhá, anh đời là thế nhá. Anh đời là thế nhá. Giá lên xe tại vườn chưa có ship. Giá lên xe tại vườn chưa có ship, cái này cực kỳ xinh này. Cái này cực kỳ xinh này, giá 8 triệu là giá vườn đã sale cực kỳ rẻ đấy. Cây này có khoảng 20 quả, các bác có thể cắt vào, chơi Tết xong các bác cắt vào nó ăn được nhá. Những quả nó quả thật như quả này, những quả mà nó treo lủng lẳng như này này. Những quả mà nó bay như này này là quả thật này, là về ăn siêu ngọt luôn. Những quả như này này là quả thật này, quả này là quả thật này đấy. Đây một chùm quả thật này, về ăn là siêu ngọt luôn. Ship về Bình Dương là bao nhiêu? Ship về Bình Dương là 3 triệu một cây, nhưng mà anh chỉ lấy được cây thấp thôi, những cây cao nó đi nằm nó không đi được. Ship vào Bình Dương là 3 triệu một cây. Ship vào Bình Dương thì anh đi cây này này, cây này thì ship vào Bình Dương được này. Cây này Bình Dương nhận cước 3 triệu này. Cây này ship Bình Dương nhận cước 3 triệu nhá. 8 triệu cộng cước 3 triệu là 11 triệu ạ. Cái này ship Bình Dương là 3 triệu này. Giá lên xe tại vườn em bán 8 triệu. 5 triệu không bán cho anh, chặt đi làm củi hả em? Chặt đi làm củi hay là mang vứt đi, nó cũng đối là việc của em chứ. Còn 15 ngày nữa mới là Tết, còn 17 ngày nữa mới là Tết, 30 chưa phải là Tết nhá. 30 Tết vẫn có khách đến mua bưởi. Nhiều người ta quên, người ta làm vất vả quá, người ta làm việc người ta cuốn quá, người ta quên, người ta không đi mua hàng ấy. Thì đến tận 30 Tết, chiều 30 Tết người ta vẫn mua mà. Cây 100 triệu bán hết rồi anh ơi, cây 100 triệu tầm này không còn. Chỉ còn hàng bình dân thôi, hàng này hàng 8 triệu. Hàng này 8 triệu là trước nó cũng bán hơn 10 triệu đấy. Bao tiền một quả, em bán cây không bán quả anh ơi. Cái này của em cực kỳ sai quả luôn. Ai ưng cái này thì inbox cho em Thủy nhá. Ai ưng cái này thì inbox cho em Thủy này. Gốc của nó gốc to nhá. Gốc to và quả sai. Gốc to và quả rất là sai. Cái này cực kỳ nhiều quả. Và mã quả của cây này rất là xanh. Mã quả cây này rất là xanh. Đấy, đi nó đảm bảo. Đi xa nó đảm bảo. Không sợ lủng. Không sợ lủng nhá. Mã quả rất là xanh. Mã quả xanh không sợ lủng. Ai ưng cái này thì chốt đơn cho em nhá. Ưng cái này thì chốt đơn, chỉnh màn hình gửi số điện thoại em Thủy là 0969162214 ạ. 0969162214. Bữa nay chỉ trưng Tết thôi không ăn được. Ăn được anh ơi. Quả quả thật là ăn được.
Cái nào có quả thật là cái là ăn được, quả thật ăn được, còn quả ghép thì không ăn được. Cái này cái bồng anh ơi, cái bưởi cái bồng. Này cái này đẹp chưa? Cái này đẹp chưa? Cái này đẹp chưa? Cái này là dáng dáng kiểu dáng mẫu tử đấy, cái này 15 triệu này. Cái này là 15 triệu. Cái bưởi ạ. Ươi, bờ ươi bươi hỏi bưởi. Bưởi bồng. Đây là cái bưởi nhá. Cái bưởi. Đây là như cây này toàn quả thật đây này các bác này. Cái này toàn quả thật đây này, quả lùng lẳng đây là quả thật này, quả thật đây là quả ăn được này. Quả thật này quả ăn được này. Đấy, rất là đẹp luôn. Cái này quả thật là quả ăn được này. Có cây nào nào tầm 5 triệu không shop? Có cây 5 triệu nha, sexy lab nha. Có cây 5 triệu nha, sexy lab nha. Bạn sexy lab ơi, bạn mua cây 5 triệu bạn inbox vào số điện thoại của mình nhá. Số điện thoại của mình là 969162214 cho mình nhá. 969162214 ạ. 969162214 ạ. Cây này là 8 triệu này. Đấy, ai ưng thì inbox cho em. Ưng thì inbox số điện thoại em là 0969162214 nhá. Em xin phép xuống like đây.